câu 20 cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình, đó là hàm bậc 3. Mệnh đề nào sau đây đúng? Khi các bạn quan sát câu A, câu B, câu C đều thể hiện đó là hàm số nghịch biến hay đồng biến trên một khoảng. Khi đã tìm hàm số đồng biến hay nghịch biến, nói chung là đơn điệu trên đâu đó, thì người ta cần các bước sau đây. Bước 1 nha các bạn, tập xác định của hàm số. Bước 2 đó là tính y phẩy và cho y phẩy bằng 0 để tìm ra nghiệm của nó. Nghiệm của nó chính là x đó các bạn, được chưa? Bước 3 đó là bảng xét dấu. Thì các bạn nhớ giúp mình, dấu cộng thể hiện nó đồng biến, dấu trừ thể hiện nó nghịch biến, và dấu hai gạch thể hiện nó không xác định. Ok chưa? Rồi, cái bài này mình có phương trình, mình có hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình, vậy tập xác định của nó d bằng r, được chưa? Y phẩy của nó sẽ bằng là 3 x bình trừ 6 x, và y phẩy bằng 0, vậy tương đương là 3 x bình trừ 6 x bằng 0. Vậy tương đương hai thằng này có chung chữ x nè, mang x ra còn lại 3 x trừ 6 bằng 0. Đây quay về dạng tích nè, a bằng 0 và b bằng 0. Vậy tương đương x bằng 0 và 3 x trừ 6 bằng 0. Được chưa? Vậy tương đương x bằng 0 và x bằng 2. Được chưa? Vậy từ đây các bạn lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Thì bảng biến thiên gồm có x nè, y phẩy nè và y. Được chưa? Tập xác định của mình là trừ vô cùng đến cộng vô cùng, và mình có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng 2, sắp xếp 0 loại 2. Thì hai nghiệm này nè là nghiệm của phương trình này, mà phương trình này bậc mấy à? Bậc 2, phụ thuộc vào cái hàng a chứ hàng x bình nè. Vậy là trong trái dấu a là dấu trừ, được chưa? Ba trái dấu a, trái dấu của số 3 là dấu trừ cộng. Vậy mình sẽ có gì ạ? Xin lỗi, mình phải mang cái dấu cộng này xuống đây các bạn, dấu trừ này xuống đây các bạn, và dấu cộng này xuống đây nè. Đây cộng nè, trừ nè, và cộng nè, tăng, giảm, tăng, được chưa? Vậy nó đồng biến trên trừ vô cùng đến 0, nghịch biến từ 0 đến 2 và đồng biến từ 2 đến cộng vô cùng. Thì dựa vào đây các bạn sẽ tìm ra được nghịch biến từ 0 đến 2. Đây, biến dấu trừ đây, từ 0 đến 2. Chọn đáp án câu C.